Ok, mic chạy. Mic check 1, 2. Chào mọi người, mình là Điền. Rất lâu rồi chúng ta vẫn chưa gặp nhau. Thì hôm nay mình sẽ làm một chuyên mục vui vẻ mới với học bài Asian Guardian này. Strategies emerge in Yu-Gi-Oh! Ancient Guardians. Rise from the grave with reptile deities. Pendulum summon a new harmony. And freeze with flashy synchro monsters. 7 cards per pack. Each pack sold separately. Rồi, trở lại với Asian Guardians. Đây là một sản phẩm mang tới cho giới hữu TCG ba bộ bài mới gồm có Ordedit. Ordedit là một bộ bài dựa theo mô típ 8 vị thần Ai Cập cổ đại. Theo mình, thiết kế của bộ bài này rất đẹp và có một lối chơi khá là thú vị. Nó rất là phù hợp cho những bạn muốn đổi gió sau một thời gian quằn quại với mấy cái deck meta bây giờ. Tiếp theo chúng ta có bộ bài Usatic. Usatic là một bộ bài gấu cháu với dàn robot to bự cực ngầu. Anh em nào thích Power Ranger hay Super Sentai chắc sẽ khoái bộ này lắm. Và theo cá nhân mình thì đây cũng là một bộ khá là đẹp. Ngoài Usatic, ngoài Ordedit nha mọi người. Hai cái tên này đọc dễ bị lộn với ta. Tiếp theo là Sofa Cup, những tiên nữ Queen. Tiên nữ Queen. À không, tiên nữ âm nhạc. Nếu là bạn có niềm đam mê thích thú với âm nhạc của tâm hồn nghệ sĩ thì vui lòng tham gia Việt Nam Idol. Còn bạn là bài hữu và yêu cái đẹp thì có thể chọn Sofa Cup với những nàng tiên nữ trẻ trung xinh xắn và mang trong mình rất nhiều giai điệu. Bây giờ hãy cùng mình điểm qua một vài lá bài bạn sẽ nên sở hữu trong hộp Asian Guardian này. Lưu ý là mình sẽ không nhắc tới 15 lá Collector Rare do là độ hiếm của chúng, nên là việc sở hữu nó đã khá là may mắn cho với các bạn rồi. Còn những bạn nào có chí làm giàu thì đương nhiên là Collector Rare là một món hàng béo bở. Bây giờ trở lại với anh em có bài hữu có kinh tế đôi phần khiêm tốn thì chúng ta có gì? Thì tập trung chính của mình sẽ là ba bộ bài, đó là Ordedit, Usatic và Sofa Cup. Thì do là trong hộp này lượng quái hú và cầm bẫy ma pháp tương đối khá đầy đủ rồi. Đầu tiên chúng ta ngó nhẹ qua bộ bài Ordedit này. Thì trong Asian Guardians, cơ bản Ordedit có đầy đủ các lá bài từ quái hú tới cạm bẫy, và đặc biệt là được bổ sung thêm các lá bài hỗ trợ cho tộc Reptile. Và nhìn chung thì các bạn có thể sở hữu một bộ bài tương đối cơ bản để chơi vui vẻ với mọi người. Chứ mình không đánh giá nó là một bộ bài hoàn chỉnh đâu, nhưng mà cũng nên đáng lưu tâm ha. Thì với Ordedit, nếu bạn chơi Ordedit thì hãy tập trung sở hữu cho mình những lá bài sau. Với những bạn mới bắt đầu đi thì có đầy đủ các lá bài thuộc Ordedit là điều vô cùng cần thiết. Mọi thứ nên có đầy đủ từ 3 copy trở lên, tức là 3 lá bài cho mỗi quái hú hoặc mỗi cạm bẫy ma pháp. Nhưng hãy chú ý tới hai quái hú, đó là Nunu the Ordedit Renan và Naoya the Ordedit Renan. Editor sẽ chèn hai lá ở đâu đó trong màn hình này, chứ do là cái tên tụi này nó cũng không phải dễ đọc cho lắm, nó như là tiếng Ai Cập thì phải. Thì tập trung chuẩn bị hai lá này ha, và hãy cho nó 3 copy. Bạn sẽ thấy không bao giờ hiểu với tụi này đâu. Và để tiếp theo, với 3 copy là đã đủ build đấy rồi, thì hãy tập trung thêm cho mình những con boss bự của bộ bài này. Thì đặc thù bộ bài này quái hú level 4 không có nhiều, nhưng mà những quái hú có sức công cao và level cao đó thì chiếm khá nhiều, nhớ đâu đó khoảng 4 hay 5 con gì đó, và tụi này có effect chiều hồi khá là thú vị. Chút nữa editor insert một đống hình vô đây, do là tụi này tên dài lắm, động nào đâu. Ok. Và Nunu và Naoya chính là hai lá bài nắm vai trò mở combo cho Death Audit, với khả năng gửi các lá bài xuống ngộ. Và do là những quái hú có sức công cao của deck này
đa số được triệu hồi là từ mộ triệu hồi lên sân, nên là các bạn chú ý việc giữ bài với mộ ha. Tiếp theo là do là cái deck này nó dùng mộ khá nhiều và bỏ bài từ tay từ deck xuống mộ, nên là Ancient Guardian đã trang bị cho các bạn một vài lá bài từ thời kỳ trước với công dụng liên quan tới tộc Reptile và bỔ bài xuống mộ, như là Snake Rain hoặc là King of Feral Imp. Ở đây, đây và đây, đây đây, đâu đó. Thì hai lá bài này cơ bản là khả năng đó của nó là bỏ những lá Reptile từ deck hoặc tay bỏ xuống mộ thôi. Nhưng mà nên là những bạn nào mới bắt đầu build deck có thể lưu tâm tới hai lá bài này ha. Và đặc biệt hơn, chúng ta có một lá bài Reptile từng nở đình nở đám, đó là Venominaga .. dài quá tên. Thì lá bài này đã được đề cập trong một video clip về những lá bài nào đó của một bạn đã làm trên kênh. Mình sẽ để link ở dưới hoặc là ở trên phần mô tả của video ha. Và khi đã có Snake Rain và King of Feral Imp rồi thì coi như cái bộ bài Oceanic này cơ bản đã có thể sử dụng được, và bạn có thể thêm bớt một số lá bài hỗ trợ từ bên ngoài để hoàn chỉnh deck mình hơn, hoặc thêm các lá bài từ cho extra deck. Đó là tùy các bạn, nhưng mà theo mình thì cơ bản là chơi được rồi đó. Chơi vui thôi nha, chứ không tính meta gì đâu. Thì tiếp theo, với tạo hình của một deck bà có thể gọi là khá dễ thương, đó là Usatic Cuten Hột Me. Và đây là hình một con quái thú mô hỏng. Thì các bạn thấy con này có gì lạ không? Nhìn kỹ nha, nhìn kỹ con nó có gì lạ không? Các bạn không nhìn nhầm đâu. Đây là một quái thú Synro, nhưng mà nó level 1. What? Đây là trường hợp đầu tiên, chắc là duy nhất luôn trong giới Yu-Gi-Oh khi mà một con quái thú Synro level 1 ở đây. Và nó là, nó có thể nói là một quái thú Synro quái lạ nhất mình từng thấy. Và hãy nhìn dòng effect của tụi này. Quái thú Synro nhưng mà không được triệu hồi bằng Synro Summon. Tức là Konami đang cố làm khó game hơn, hay là Konami bị lag vậy? Konami có đang chơi các loại lá gì không? Thì đó là Usatic Polari, một lá bài không thể thiếu cho bộ bài Usatic này. Cũng như bộ bài Octodic thì Usatic, các bạn khi mà chơi thì cố gắng tập trung cho mình các quái thú như cái con vừa rồi là Usatic Polari. Thì những quái thú bình thường các bạn nên có là Usatic Midpolar và một lá bài môi trường, đó là Usatic Big Dipper. Hai lá bài này cực kỳ quan trọng cho để mở ra một cái combo có thể gọi là hơi nặng não cho rất phù hợp cho mấy bạn nào thích chơi hạt. Thì khác so với Octodic là Usatic có một lối triệu hồi dựa trên việc hiến tế quái thú ở trên tay. Khi mà quái thú Synro thì không triệu hồi Synro mà lại phải hiến tế quái thú ở trên tay, bỏ quái thú các kiểu. Thì ngoài quái thú trong bộ bài chính thì điểm quan trọng của Usatic vẫn là dàn quái thú Synro và điều kiện triệu hồi thì không khác gì con gấu hồi nãy đâu ha. Mình sẽ đá mấy cái phép nhảy ở đây cho mọi người coi. Thì là quái thú Synro mà không được phép triệu hồi Synro, và nó hơi có một chút lấn cấn, nhưng mà cứ bỏ qua cái chuyện đó đi. Thì ngoài các lá bài Usatic thì bạn có thể sở hữu thêm cho mình những lá hỗ trợ được có sẵn trong hộp bài Ancient Guardian này để có một deck tương đối cơ bản để chơi, như là Chain, Dino Squadler, Pandratop. Để đây thì lá bài này đã bị lấy mịch một rồi, còn xài được một lá thôi. Nhưng mà nó để làm cái gì mình cũng không rõ đâu, nhưng mà thấy nó cơ bản là xài cho được cái deck này đó. Tiếp đến là bộ bài Sofacop. Dù là hiện tại Pendulum có vẻ không còn sức hút như những ngày đầu, Konami vẫn cho ra thêm một bài Pendulum mới. Và theo bản thân mình đánh giá thì nó có một lối chơi khá là thú vị, đáng để các bạn nghiên cứu. Đầu tiên thì về phần nhìn, tạo hình của các lá bài Sofacop không hề thua kém với hai bộ bài mới trước đó là Octodic và Usatic.
mặc dù là nó hơi trái ngược so với cái vẻ khô bạo và có đôi phần bạo lực ở mặt tạo hình. Đây lại là một bộ bài với những tiên nữ xinh đẹp đại diện cho các nốt nhạc, 7 nốt phải không mọi người? Mình không rành về nhạc lý cho lắm. Thì điểm đặc biệt của bộ bài này là lối chơi chú trọng vào các giá trị của số scale trong pendulum. Thì nó khá thú vị, với những một vài lá sẽ là dựa theo effect của scale lẻ và một bên sẽ là scale chẵn. Thiên về sao nó giống tính toán chơi nhạc mà sao tính toán như vậy. Và vì là dead pendulum nên khi quyết định chơi bộ bài này bạn hãy chú ý đến các quý hú trong bộ bài cho thật là cân đối. Và một số lá bài các bạn nên chú ý trong deck này gồm có Do, Son, Fa, Cop, Cutia, Fa, Son, Fa, Cop, Fancia và Do, Son, Fa, Cop, Culia. Cái tên rất thích chơi với cái lá của cái tên khó đọc thiệt chứ. Và đặc biệt là ma pháp môi trường đó là Son, Fa, Cop, Harmonica. Hãy chú ý tới 4 lá bài này ha. Cố gắng có đủ 3 copy. Thì ngoài ra trong Asian Guardian cũng có sự xuất hiện của một số lá bài hỗ trợ cho Dead Pendulum phần khá nổi tiếng như là Wearing Eye, Ignite Reload hay là Walk Up Riches. Như vậy vừa rồi mình đã điểm qua 3 bộ bài mới trong hộp Asian Guardian mà mình thấy rất là đáng chú ý. Còn những lá bài được in lại mình chỉ nói qua một vài lá đáng chú ý và có thể sẽ hữu dụng cho các bạn mới chơi đang trong quá trình xây dựng một bộ bài cho mình thôi. Và đó là phần chia sẻ của mình về hộp Asian Guardian cũng như 3 bộ bài mới. Cảm ơn các bạn đã xem tới tận lúc này. Và nếu bạn thích các sản phẩm liên quan tới Asian Guardian hoặc các bài lẻ bắt lẻ như vậy thì hãy ghé qua M2 Deal Store, sản phẩm sẽ rất là chất lượng. Và mong là bạn hãy like, share và cũng như subscribe kênh M2 Deal Channel. Nhớ bấm cái chuông để chuẩn bị thêm những video mới của mình nhé. Bye bye. Cái đoạn cuối em chế luôn rồi. Em giết mà em không hiểu luôn.